Hôm nay tôi được xem đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực liên quan tới thực hiện chính sách người có công với cách mạng. Bản thân tôi là một thương binh, là cựu tù kháng chiến, là một thành viên của Hội đồng xác nhận hồ sơ người có công của tỉnh. Tôi cảm thấy đây là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa rất nhân văn, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Sau mấy chục năm dài chờ đợi, nhờ sự vào cuộc quyết liệt rất cụ thể của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Long An đã giải quyết được 8 hồ sơ liệt sĩ. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh trong quá trình xem xét giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Hôm nay còn nhiều trường hợp chưa được giải quyết, chưa người có công. Tôi mong rằng Bộ trưởng tiếp tục chỉ đạo để giải quyết cơ bản các hồ sơ còn tồn đọng.